Xin kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Văn hóa Việt phát sóng trên kênh VTC10 đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chương trình ngày hôm nay mùng 8 tháng 10 năm 2016 sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Một họa sĩ Việt Nam vừa giành giải nhất cuộc thi thiết kế phiếu hồi đáp quốc tế do Liên minh Bưu chính Thế giới UPU tổ chức. Những trò chơi dân gian được tổ chức trong không gian phố đi bộ xung quanh Hồ Hoàn Kiếm đã có sức hút đặc biệt với nhiều du khách nước ngoài. Khai mạc cuộc thi sáng tác ảnh nhanh photo marathon với thông điệp thắp sáng tình yêu nhiếp ảnh trên mọi nẻo đường. Thưa quý vị, vào sáng ngày 8 tháng 10, cuộc thi sáng tác ảnh nhanh photo marathon đã chính thức khai mạc tại Hà Nội với thông điệp thắp sáng tình yêu nhiếp ảnh trên mọi nẻo đường. Đây là một trong những sự kiện được mong đợi nhất của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên ở thủ đô. Bảy giờ sáng tại cung thể thao tổng hợp quần ngựa Hà Nội, gần 2.800 các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên đã tập trung sẵn sàng cho cuộc thi sáng tác ảnh nhanh 2016. Mùa thu Hà Nội được lựa chọn là chủ đề khởi động cho cuộc thi. Với tiêu chí đặc trưng là không giới hạn đối tượng chụp, mỗi thí sinh sẽ có 3 tiếng để hoàn thành phần dự thi chụp ảnh của mình. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, anh Vạn Triều Dương đã chọn cho mình dãy phố Hoàng Diệu, quận Ba Đình quen thuộc để tác nghiệp. Đây thì đặc sắc nhất đó là hàng cây. Cái hàng cây ở đây và cái ánh sáng ở đó, lúc mặt trời lên rất là đẹp, tạo những cái ray sáng mình có thể tận dụng được nó để làm những cái bức ảnh tương tác. Và mình rất thích là chụp những cái đôi bạn trẻ mà có thể đi dạo ở dưới con phố này. Với anh Hoàng thì cuộc thi không chỉ là một sân chơi để giao lưu trải nghiệm mà còn là nơi anh truyền đam mê nhiếp ảnh cho con gái của mình. Mình thích nhiếp ảnh từ khá lâu rồi. Mình có đưa cháu đến đây tham gia cũng vừa là dịp để cho cháu làm quen với nhiếp ảnh, với không khí cũng như là giao lưu với tất cả mọi người. Về phần mình thì mình vẫn muốn là truyền đạt những cái gì, những cái cảm hứng, những cái niềm đam mê của mình cho cháu để làm sao cháu làm quen một cách nhanh nhất. Photo Marathon là cuộc thi thường niên do Canon tổ chức với mong muốn đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng nhiếp ảnh Việt Nam. Các tác phẩm dự thi sau khi gửi về ban tổ chức sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí về kỹ thuật nhiếp ảnh và khả năng sáng tạo và truyền đạt qua hình ảnh của các thí sinh. Yeah, I mean, I've lived here for 10 years. It's amazing the autumn season, but right now it still feels like summer. It's so hot out there. The colors haven't changed yet, so I'm expecting them to be really creative with how they use light, use the goldenness of the beautiful light today to capture that color that relates to autumn. So that golden color, I'm expecting them to use the yellow walls in Vietnam, the old texture walls that have that yellow color. So I'm really expecting for the first challenge, big, bold autumn colors. Tại cuộc thi Photo Marathon Hà Nội, ban tổ chức đã thu về 140 triệu. Toàn bộ số tiền này sẽ được ủng hộ để xây dựng các lớp học mới cho học sinh vùng sâu, vùng xa. Sau khi kết thúc tại Hà Nội, cuộc thi sẽ tiếp tục diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15 tháng 10 và tại Đà Nẵng vào ngày 22 tháng 10. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin Văn hóa Việt ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.